Shopovietvn bán được mobile uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn áp clip giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Moviet nhé. Xin chào bạn nha, hôm nay Moviet sẽ tiếp tục ôm trụ với bé Theo Lát. Thực sự thì cuộc đời ôm trụ đối với AD rất là vui. Ôm trên, ôm dưới, ôm phải, ôm trái, ôm đâu cũng được. Nhưng quan trọng là chúng ta, một mình là chúng ta phải ôm và farm. Đó là cách chúng ta chơi AD nhé. Ngày hôm nay thì trên tay của Moviet chính là một con tướng được rất nhiều bạn gái thích chơi. Và đơn giản nó dễ chơi. Nó bắn từ tít xa với cái ưng nhãn. Nó có khả năng ăn chậm bằng chiêu 2 và bắn choáng chiêu cuối. Đơn giản là mình đứng sau và mình bắn thôi. Đó là cách chơi Theo Lát nha. Và khi mà không có SV đi cùng thì anh em nhớ ôm. Vì thì bạn có Wonderman và John. Và đặc biệt là bạn John với cái tên John Shopee. John Shopee đâu nhở? Dưa thấy Shopee đâu, chỉ thấy bạn Wonderman hổ báo cáo trôn. Còn Shopee bị choáng, bị biến hình rồi. Đặt tên John như là tên theo tướng ý, thì chắc chắn là một bet rồi. Đặt John Shopee thì chắc chắn sẽ bet hơn, bởi vì các bạn đấy tính lừa tình mọi người. Bảo là mình là hàng pha ke, nhưng mà không ngờ mình lại hàng real, lại hàng cực kỳ chất lượng. Không biết có chất lượng thật hay không thì nhớ bắn sẽ biết thôi. Nhưng thực ra trận đấu này thì theo chẳng ngán John đâu. Bởi vì nhiều khi mình bắn chiêu cuối chuẩn là mình xử lý được bạn John rồi. Quan trọng là đứa nào đứng góc bắn tốt hơn thôi. Ra đề quan trọng nhất đó anh em ơi, ngoài khả năng di chuyển, khả năng farm thì khả năng giữ vị trí là phải vô cùng quan trọng. Bởi vì các bạn đứng quá gần vấn định thì anh em sẽ bị tóm. Vị trí nào đẹp nhất chính là cái vị trí mà đứng sau lưng đồng đội, được đồng đội bao bọc xung quanh đó, thì không lọt vào khe được và không tấn công mình được. Mình bắn và tướng địch không làm gì được mình, đó là góc đẹp nhất. Còn góc bình thường đó là mình bắn, tướng địch cũng bắn được mình. Nếu mà có đồng đội bảo kê nha, cái góc xấu nhất như là mình chẳng bắn được tướng địch, mình chỉ bắn 1-2 phát thôi, còn tướng địch thì lại mình bắn mình hàng chục phát luôn. Hay lắm, hay lắm. Trận đấu này bị bồ của Aya ngồi trên đầu xuống ghê. Aya ơi, chuyển qua ngồi đầu mình đi cho mình được cởi, mình được tỏa sáng nào. Chứ thực ra anh em thấy nè, đầu game Aya sẽ được sẽ ngồi lên đầu mấy cái bạn đấu sĩ nha, chứ ngồi lên đầu AD thì AD phải đánh hai cơ. Giảm hình chưa ngài? Ngài nên gì đấy? Chắc là bạn được bố đang bảo Aya. Thôi nên gì chẳng được, cứ có đồ là được, đúng không anh em ơi? Aya không nên full công lý là được, chứ nên phép là ok luôn. Lên trự băng cũng rất khỏe mà. Làm mà tại BDX cũng được. Nói chung là đoạt cái đồ hiệu ứng cho Aya là ok nha. Aya ngồi đầu mình cứ thế này là ngồi yên vị trí nha, đừng có di chuyển sang đầu của đứa nào khác. Vì ngồi yên đầu mình ý, thì những bạn sát thủ lao vô, đấu sĩ lao vô chạy đi tìm anh nữ bố rồi. Cũng đúng thôi, bởi vì bây giờ là mình cũng quan trọng nhất là pha mà. Từ từ Aya ơi, ngồi đầu được bố đi, sau đó tiếp mình đi ép nha. Chất tướng thì mình khá là khỏe đấy anh em ơi, lực bố này, Vedet này, Veda này, Aya này. Có mỗi mình lên game thôi nên là mình sẽ được bảo kê tuyệt đối. Trận này mà để đến bản đến số thì biết nỗi ai anh em ơi. Cho là mình di chuyển không tốt thì mình sẽ bị lên bản đến số thôi. Ok, đồ đạc thì mình cũng hai đồ giữa nha. Sắp sửa là lực rồi nha anh em ơi, sắp sửa là bắn cả thế giới rồi nha. Choáng này không choáng được bạn nhưng mà giữ lại được con rồng rồi. Ok, có bộ rồng nữa thì bắn lại càng được hơn. Hay quá, lưu bố dí luôn được cả bạn Na kìa. Có Aya ngồi trên đầu chất lượng thực sự anh em ơi. Aya bây giờ yếu đi rồi nhưng mà vẫn khỏe lắm anh em ơi. Quan trọng là team có những con tướng để ngồi được hay không. Có những con tướng đấu sĩ mạnh, những con tướng càn lướt mạnh, hoặc là những con tướng AD cơ động có khả năng cân team. Ví dụ như là Hete, hay là Moren, hay là có gì nhở, Cavalry cũng được anh em ơi.
nhiều AD cũng có thể là được bạn AI ngồi lên đầu và tỏa sáng. Không biết là mình được ngồi đầu con tỏa sáng được hay không đây. Chắc cũng có thể được thôi. Nhưng mà phải lao lên anh em ơi, phải hổ báo cơ. Còn nếu mình đánh thấp ý, thì AI sẽ không tin tưởng vào ngồi đầu đâu. Ok, và câu chuyện của AI thì cũng nên tạm dừng ở đây nha. Và tập trung ăn mục tiêu để sau đó con trận đấu rồi. Không đánh mình, không tìm thấy mình là người vô hình luôn. Thế là mình đứng sau, mình chưa bắn được gì. Mình chưa cơ hội bắn, anh được bố đã tỏa sáng rồi. Quá tuyệt vời luôn. Bắn trụ nha. À, hiện tại shopmoviet.vn của mình đang có một chương trình rất là ưu đãi, giảm giá 100%. Khuyến mãi tưng bừng 100% để phục vụ nhu cầu là có link chơi game trên hè của anh em đó. Anh em chưa có link thì nhớ qua shopmoviet.vn nha. Bây giờ đơn giản là mình bắn trụ thôi. AI đang ngồi trên đầu rồi. Lữ bố cứ lên bản đánh số là mình đã được AI ngồi trên đầu. Mà AI ngồi trên đầu là bắn hết. Chấp cả chiều cuối của bạn. Wonderman thò đầu ra là bắn hết. Kinh nha, đá đội tại ra ghê nha. Choáng. Rồi xong. Veda Vedet. Hai đứa này mặc kimono lên nữa thì nhạc lên quẩy rất sung luôn. Rồi ok, có cung tà ma rồi nha mời. Có đồ này thì bắn tất cả thế giới luôn nha. Cứ đứng đây mà bắn thôi. Không cho team bạn ra khỏi nhà chính. Quá ghê gớm. Anh em đừng quăng đầu được bố nha. Cứ đây thôi. Bảo kê mình có đồ rồi. Chứ anh em chơi mà có đồng đội FP là AI ấy, thì AD phải biết ôm đầu game. Sau đó thì cuối game chúng ta sẽ dễ chơi nhé. Còn anh em mà không ôm được thì anh em sẽ bỏ trụ. Ui gắt. Nhưng mà có anh em ạ ơi, đầy máu rồi nè. Giòn thôi, giòn dính choáng. Giòn Shopee chưa được bắn phát nào. Rồi xong luôn. Chạy đâu giòn ơi. Qua có chịu con AI anh em, thực sự vẫn nên cấm nó đi nha. Vẫn nên cấm đi nha. Có bỏ cấm con Duê thì được. Bởi vì Duê thì bây giờ cũng không tạo nên cái sự đột biến bất ngờ đâu. Cấu gì thì vẫn là khó chịu đấy. Nhưng mà kỹ năng định hướng tốt cơ. Hình như trận đấu này nó lại quá nhàn rồi. Đơn giản là mình đứng ngoài bắn thôi. Team bạn sát thủ cũng nhiều. Đấu sĩ cũng khỏe. Nhưng mà chưa sát được mình. John cũng ghê, nhưng mình bắn nãy giờ là John chưa bắn được mình phát nào. Ok, có dệt tấn công rồi. Quy còn bắn thốn thế nè. Quyền vương sao mà đỡ được. Đừng nói là John nha. Mình đứng đây và không làm gì. Tốc biến đã hồi. Hoàn toàn có thể là phổ báo cáo trồn được. John thôi. Đứng lại. Dạ, không tốc biến là chết nha. Na ra lại sát thủ nè. Hai đứa cân cả team bạn luôn. Đứng đây như cái con bot đứng giữa nhà, không cho ra khỏi nhà luôn. Quá ghê gớm, muốn nhảy ra lắm anh em ơi. Muốn tóm mình lắm. Nhưng mà không cho tóm đâu. Ok thôi nha, tập trung anh em ơi. Tập trung ăn mục tiêu rồi, slow trận đấu thôi. Vui thôi chứ đừng vui quá. Hiện tại theo nát thì mình cũng đã làm đến clip thứ 2 rồi. Có con tướng nào mình chưa làm clip anh em nhớ comment bên dưới nha. Hình như còn con tắc kè xanh đó, con đấy thì mình sẽ làm sớm thôi. Còn con tướng mà bị lãng quên trong đây cũng rất ít anh em chơi. Tuy nó cũng mạnh cũng khó chịu đấy. Nhưng mà mỗi khi làm clip những con tướng kiểu như là Rossi anh em yêu cầu này, hay là con Timmy, hay con Chao của La, nói chung là những con tướng bị lãng quên ý, mà không biết cách làm ảnh thumbnail ấy hay là tiêu đề hot ý, thì chẳng có view đâu. Vườn thực sự. Với con đó thì đã gọi là những trận đấu tỏa sáng được nó lại là khó rồi, lại còn không có view nên là động lực làm cực kỳ ít luôn. Cũng hy vọng anh em yêu cầu những con tướng đó mà khi mình làm xong anh em nhớ là ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Anh em chưa like clip thì like liền luôn. Anh em xem mấy năm chưa đăng ký thì đăng ký đi. Chứ xem chùa nhiều cũng không vui làm đâu.
Ok, hiện tại mình đang bất tử, không ai chạm vào mình. Đó mới là đẳng cấp giữ vị trí đấy anh em ơi. Không ai chạm vào mình một tí nào luôn. 10-09 rồi. Anh em đang thi thì cũng toàn 9 lần 10 nha. Đây là lời chúc của Mua Việt đến anh em đang thi. Anh em thi rồi thì chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ nhé. Rồi sao? Ồ, có đấy mình không lên bản đến số. Có ra hậu bệnh. Rồi phun đồ sớm quá cũng mất cái hay. Tí nữa là 11 rồi. Ok, chào anh em, hẹn lại trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.